xin kính chào anh em các bác các chú ngày hôm nay thì em duy về được ở trên đây là ba mẫu sản phẩm đồng hồ đến từ thương hiệu Seiko các bác nhé và ba mẫu này thì hôm nay thì em mới về thì em cũng deal cho các một cái mức giá rất là tốt cho với cái ba mẫu sản phẩm của Seiko ngày hôm nay thì hôm nay thì em duy sẽ bóc hộp từng mẫu để cho các bác có thể biết được rằng là cái mẫu ở bên trong nó là mẫu nào và sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta là gì các bác nhé đây hiện tại thì em đang có ở đây là ba mẫu là hàng mới thì các bác nhớ đón xem hết video thì em sẽ có một cái mức giá rất là hời cho các bác đó ba mẫu sản phẩm đồng hồ đến từ thương hiệu Seiko đây cho các bác này để cho chúng ta có thể chiêm ngắm được cái vẻ đẹp của em nó đây đó, hàng mới các bác nhé hàng mới nội địa nhật chưa qua sử dụng hôm nay thì em về được ba chiếc thì nên video cho các bác luôn đầu tiên thì em có một chiếc ở đây là một chiếc Seiko dòng Precis SRI 053 các bác nhé và một cái phiên bản mặt đen bên cạnh đó thì bác nào không thích mặt đen thì em có mặt trắng này đó, Seiko không năm 051 là phiên bản mặt trắng đầy đủ cho các bác và một cái dòng cuối nữa đây, em sẽ uh, siêu sâu hết toàn bộ ba chiếc cho cho các bác xem. Uh, chiếc cuối cùng là một chiếc Seiko bản SRV004 các bác nhá, bản mặt trắng để bí vàng. Chiếc này thì rất là đẹp và dạ quang rất là sáng cho các bác uh, và anh em các bác các chú chơi. À, dòng rất là đẹp. Thì uh, mức giá ngày hôm nay thì em sẽ công khai cho các bác mức giá về ba cái chiếc ngày hôm nay thì đầu tiên là hai cái chiếc là bản Seco Preset này bản mặt đen và bản mặt trắng thì hôm nay thì em duy sẽ uh, giao lưu cho anh em và các bác các chú là mức giá 5 triệu rưỡi thì cái thời điểm trước thì em bán với hai chiếc này thì mức giá nó đâu đó khoảng độ tầm 6 triệu rưỡi cho một phiên bản hàng mới các bác nha nội địa nhật mức giá rất là cao đợt này thì em uh, duy có một cái mức giá giao lưu cho anh em và các bác các chú dễ chơi hơn và dễ tiếp cận hơn là À, mức giá chỉ có 5 triệu 500 nghìn thôi chúng ta tiết kiệm đâu đó là khoảng độ tầm 1 triệu đồng so với thời điểm trước hoặc là các bác mua ở tại giá hãng thì nó sẽ gấp đôi cái giá mà em đưa ra tức là nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm 11 triệu các bác ạ một phiên bản hàng mới thật sự là mức tiền này khá là cao mà chúng ta mua tại thứ nhất là mua ở bên em duy thì chúng ta sẽ có bảo hành này à, chắc chắn là khi mà các bác mua với mức giá 5 triệu rưỡi thì giá này thì em cam kết cho các bác là có bảo hành với hai cái dòng của seco dòng preset này rồi mức giá 5 triệu rưỡi là sẽ có đầy đủ bảo hành cho các bác này các bác các chú anh em chơi thoải mái cho em duy hàng chuẩn nội địa nhật đó, nhận hàng và kiểm tra thoải mái cho anh em nhé bao check toàn quốc luôn và một phiên bản nữa là cái dòng Seiko bản SRV 004 bản mặt trắng bản mặt trắng để mi vàng thì trước này thì em suy giao lưu cho anh em và các bác các chú mức giá là 3 triệu 900 nghìn một phiên bản hàng mới các bác nhé mặt trắng có chảy tia đó để mi vàng rất là đẹp nữa và hàng cũng là hàng nhật nội địa hàng mới chưa qua sử dụng thì anh em và các bác các chú nào cân nhắc uh, cân đối được một trong ba chiếc này thì liên uh, hệ sớm qua cho em duy em duy sẽ giao lưu cho anh em các bác các chú mức giá tốt nhất bởi vì là uh, trong thời gian tới thì cái thương hiệu uh, những cái uh, thương hiệu như là seiko hay là oren hay là oren Star thì bắt đầu là giá hãng bắt đầu tăng rồi thì uh, nếu như mà anh em và các bác các chú mua được trong thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ tiết kiệm được hơn rất là nhiều so với uh, uh, thời điểm tiếp theo này à, khoảng độ đâu đó khoảng độ tầm 1 đến 2 tuần nữa các bác nhé đó bản này thì là bản SRI 053 này bản mặt đen rất là đẹp à, chiếc này thì anh em và các bác các chú nên sai tay thì cũng rất là vừa bản nhật nội địa nhá em sẽ đo thử sai mặt cho các bác luôn để uh, các bác các chú nên tay thử sai của chiếc này nó rơi vào đâu đó khoảng độ tầm uh, size sai 42 các bác nhá gần sai 42 đây sai 42 đây gần sai 42 này 41.7 và độ dày ở đây em có là 11.8 thì anh em và các bác các chú nên cổ tay cho em Duy với cái mẫu này thì cổ tay khoảng độ tầm uh, 16 là nên tay đẹp cho em Duy chiếc này. Thì anh em và các bác các chú cứ yên tâm hàng chuẩn nhật nội địa thì uh, cam kết cho anh em uh, nên tay đúng chuẩn nhật nội địa hàng mới uh, chưa qua sử dụng để cho anh em và các bác các chú yên tâm mà nên tay này. Đó. Bạn này thì em Duy bán rất là chạy có thời gian thì em Duy về được 5 chiếc thì uh, mới về thì cũng có rất là nhiều bác là cọc sẵn và đi năm chiếc thì những cái phiên bản seco như thế này thì mỗi lần điêu giá về em order về thì mức giá nó chỉ mà số lượng nó đâu đó chỉ khoảng độ tầm bốn năm chiếc thôi các bạn nó không có nhiều đâu nó về cái mức độ hiếm hàng và về cái cái cỗ máy nữa trước này thì thì được sử dụng đó là cỗ máy 4 r 38 a các bác nhá một cỗ máy đời khá là cao của seco và rất là bền nói chung là anh em và các bác các chú chơi cái dòng seco ấy thứ nhất là chúng ta không phải no về cái vấn đề hỏng vặt hay là những cái dòng khác cũng vậy là hàng nhật nội địa hàng mới mà và hỏng vặt thì nó rất là ít luôn, rất là hiếm khi hỏng vặt, thì mà các bác các chú chơi phá nám thì nó mới hỏng thôi. còn nếu như mà chúng ta đeo mà chúng ta bảo dưỡng định kỳ thường xuyên, ấy, chả bao giờ nó hỏng vặt đâu các bác ạ. đấy là cái hời thứ nhất là khi mà chúng ta mua uh, với những cái phiên bản nội địa nhật và sản xuất nó ra tại nhật, chúng ta có một cái cổ máy rất là bền. Đó, chiếc này thì đầy đủ cho các bác là nên dây có tay này, rồi là nên có tự động, rồi cây stop dừng khi dây khi chỉnh rồi đầy đủ cho các bác và anh em các chú chơi đó, dòng này rất là đẹp, đó, mặt rất là ok cho các bác này. À, có nộ cơ ở góc 9 giờ kim thì thiết kế cái bộ kim rất là sắc đấy bộ kim đao phin và được thiết kế tông màu trắng bạc với một cái tổng thể ở phần mặt đây chúng ta sẽ có màu đen phối màu trắng thì đây là một cái tông màu có thể nói là nó rất là đẹp khi mà nên tay tông màu cơ bản đó, một tông màu cơ bản khi mà chúng ta lên tài cho các bác kính được trang bị ở trên chiếc này đó là kính hnex nhá các bác nhá à, kính hnex thì nó sẽ chống chịu chống va đập rất là tốt này đó kính hắt nách thì nó sẽ cứng hơn kính sapphire kính sapphire thì về cái mức độ cứng thì nó không bằng hắt nách đâu các bác ạ nó chịu va đập rất là tốt và cái mức độ chống xước của kính hắt nách thì nó cũng ok các bác nhé không phải là nó không có chống xước đâu trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng thì không phải cứ nhất thiết là kính sapphire thì nó mới chống xước được nhưng kính hắt nách thì nó cũng có chống xước nhưng mà về cái mức độ chống xước thì nó thấp hơn sapphire một chút thôi nó không quá là nhiều nên là về cái đây là cái thương hiệu của seiko về cái mặt kính hắt nách các bác ạ ở cái viền chapter ở bên ngoài chúng ta sẽ có chia những cái uh, cọc số cọc giờ đợi ở đây uh, chia số giờ và số phút rất là dễ đây em Duy sẽ nên thử có tay và bản này thì có đầy đủ cho các bác là nên dây có tay này hay kênh stop dừng kim dây khi chỉnh giờ cho các bác nó không có nịch nên là khi mà chúng ta chỉnh thì nó cũng thuận tiện hơn đó rất là dễ dàng trong cái quá trình mà chúng ta chỉnh giờ thôi giờ kim rơi thì tăng cái mức độ chính xác hơn cho chúng ta trong cái quá trình mà sử dụng ở đây thì em có hai cái màu mặt là mặt trắng và mặt đen các bác nhé thì anh em và các bác các chú nào quan tâm đến một trong hai mẫu này thì ebook sớm có, có cái dòng preset mặt đen và mặt trắng thì mức giá deal cho anh em là 5 triệu rưỡi và đây là mức giá em công khai trên video thì anh em và các bác các chú nào mà có thiện chí mua hàng thì em sẽ uh, giao lưu cho anh em các bác các chú một vài trăm đó giao lưu hoặc là đến cửa hàng tại ngõ 168 Nguyễn Xiển để có thể là trên tay trực tiếp với những cái mẫu đồng hồ ở bên em duy thì em duy không phải là có mỗi mỗi seiko đâu citizen rồi t shirt rồi oren Orange star thì em có đầy đủ hết anh em và các bác chú là đến uh, giao lưu đồng hồ thì em duy rất là vui và sẽ giao lưu cho các, các bác các chú mức giá ưu đãi nhất nhé đó đây thì nên cho các bác hai cái mẫu của sico thì ngoài ra thì em có một cái mẫu nữa của cái dòng phân khúc dưới cỗ máy 4R36A, đây máy rất là đẹp và máy mới mặt kính là cũng là kính holo, mặt trắng cái chiếc này thì size là 42 các bác nhá size 42 nên tay cho em duy cổ tay là 16 thì nên tay chiếc này vừa này đẹp này. Uh, tông màu trắng pha chút đề mi vàng sang trọng lịch lãm à, anh em và các bác chú lên tay thì với cái tông màu vàng này đề mi vàng thì uh, cái điểm nhấn uh, nhấn nhé trên cái phần dây này phần viền benzen này cũng như là những cái cọc số nó bắt sáng rất là tốt từ đấy thì nó tạo cho chúng ta được cái điểm nhấn khi mà đeo lên tay nó tạo cho chúng ta cái hiệu ứng nấp náy như các bác khi mà đeo trên tay nhé mà chúng ta đi ngoài trời nắng hay là uh, tiếp xúc với cùng sáng ở trong nhà thì nó cũng tạo cho chúng ta được cái cái uh, hiện tượng nó là nấp nánh ở trên cái cái, cái phần viền benzen cũng như là cái phần mặt số ngoài ra mặt số có chảy tia nữa thì nó cho chúng ta được cái cái cuồng sáng nó chạy ở trên cái phần mặt số này chiếc này thì có nịch các bác nhá bác nào mà cần không cần cái thiết kế quá là cầu kỳ thích một cái thiết kế đơn giản này đơn giản dễ nhìn Dạ quang sáng thì chiếc này rất là hợp này Nên tay rất là chuẩn Thứ nhất là form 42, form size 42 Nên cổ tay 16 đổ nên thì rất là đẹp này Thứ hai là dạ quang sáng ở 12 bộ cọc số ở Thiết kế bộ kim cọc được mạ rose gold vàng hồng này ở Thiết kế cái phần mặt nó không quá là rối rắm Nó rất là đơn giản Và nhiều bác nhiều chú thì rất là thích cái sự đơn giản này thôi Bởi vì là đôi khi là tuổi cao mà tuổi cao rồi hay là mắt kém đi rồi thì chúng ta cần một cái phiên bản thứ nhất là nó hỗ trợ cho chúng ta nhìn dễ này và thứ hai là đeo trên tay nó có cái điểm nhấn nhá đó. đấy thì chiếc này thì rất là hợp bởi vì là ba kim một nịch nó có nịch thứ nịch ngày ở góc hướng 3 giờ đó đầy đủ cho các bác và chiếc này cũng Mai bốn r 36 được trang bị trên chiếc này thì cũng có nên dây có tai nhá hay kênh stop dừng kim dây khi chỉnh giờ và nên có tự động cho các bác này à, bản nhật nội địa thì chúng ta sẽ có nịch là nịch hai thứ tiếng là tiếng nhật và bằng tiếng anh đây à, đầy đủ cho các bác và có nên dây có tai đây em sẽ nên có thử cho các bác xem này phần kim dây trôi rất mượt luôn đó và đây các bác xem này khi mà em chỉnh giờ thì cái phần kim dây nó sẽ đứng lại và tăng cái độ chính xác hơn cho chúng ta trong cái quá trình nó chỉnh giờ ngoài ra để tăng thêm cho chúng ta cái mức độ nhận diện của cái phần mặt số thì chiếc này thì nó sẽ có chia những cái viền chapter chia số giờ số phút ở bên ngoài đây đó từ năm 10 15, năm hai cho chúng ta dễ nhìn hơn này đó, mặt đáy thì sẽ có thiết kế em sau mặt đáy cho các bác xem này mặt đáy hở với bố văng của Seiko nhá bố văng nạp có hai chiều cỗ máy 4 r 36 a à, với chiếc này chúng ta sẽ có ở đây là ở máy 4R36 chúng ta sẽ có là 24 24 chân kính, 21 21.6 tần số dao động và chiếc cót tối đa 40 giờ. Đó và mức độ chống nước của chiếc này nó rơi vào là 13 tương đương 100 m các bác nhé Nên tay thì đi mưa tắm giặt rửa tay, bơi nội gọi là ok nhưng mà chúng ta là em khi chúng ta gọi là không nên nạm dụng quá cái độ mức độ chống nước của sản phẩm ví dụ như là năm ba hay là 13 ba thì chúng ta không nên nạm dụng quá như là đi bơi đó khi mà chúng ta đi bơi hay là đi tắm thì chúng ta có thể là bớt chút thời gian và cởi ra để tăng cái 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 độ bền của sản phẩm tránh tình trạng đó là vào nước lâu lâu ngày thì nó tiếp xúc với nước ấy, nó không được bền đâu ạ tại vì là đồng hồ nhật nội địa thì không phải là cứ chúng ta cứ có chống nước là chúng ta ngâm hay là chúng ta tắm giặt thường xuyên đâu cái đấy thì nó gọi là chống nước là hạn chế cho chúng ta về cái mức độ hỏng uh, của sản phẩm thôi. Dây thì được trang bị ở đây là dây thép đúc các bác nhá, dây thép đúc với ba dạng chỉ hoàn thiện phay xước và hai dạng chỉ điểm xuyến để mi đánh bóng một phần giữa dây cho các bác này. Và mức giá của chiếc này là chỉ có 3 triệu chín trăm thôi, một một cái mức giá rất là hời. Chiếc này thì cũng rất là chạy cũng rất là ok ở bên em này, bán thì rất là ngon luôn, máy chạy tít luôn, cỗ máy 4R36 này chiếc này thì các bác hỏi nhiều bên thì người ta bán đâu đó thì các anh em seller khác thì bán chiếc này đợt trước em có hỏi một số bên thì chiếc này thì thăm dò được thì mức giá nó rơi vào đâu, 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 đâu đó là 4 triệu rưỡi cho thời điểm trước một phiên bản Seco bản SRV004 này các bác nhá rất là cao và em duy thì mức giá 3 ,9 triệu 9 thì thật sự là rất là hời cho các bác rồi thứ nhất là trong phân khúc 3 triệu nhanh quanh 3 triệu thôi chúng ta có một con phiên bản hàng chính hãng thứ nhất là hàng chính hãng đã rồi tính đến cái cỗ máy này hàng nội địa chuẩn nội địa cho các bác khi mà các bác đặt hàng ở bên em thì các bác cứ bóc hàng và kiểm tra hàng thoải mái đúng chuẩn hàng nhật nội địa hàng chính hãng như trên video của em duy bán hàng thì anh em và các bác các chú thanh toán cho em duy các bác nhé đây hôm nay thì em lên cho uh, anh em và các bác các chú ba mẫu bản uh, seco preset cũng như là cái bản thường đó bản sarv 004 thì uh, anh em hay nào hay là các bác các chú nào uh, muốn mua muốn đặt một trong ba chiếc này thì cứ inbox sớm qua cho em duy qua zalo no 0347 808 219 uh, để có thể liên hệ đặt hàng sớm Uh, mặt trắng thì em còn một chiếc này, bản seiko mặt trắng để bi vàng này thì em còn uh, đâu đó hình như là một hay là hai chiếc đấy, bản uh, seiko mặt đen thì em còn hai chiếc nữa thì giao lưu cho anh em các bác các chú mức giá rất là tốt bản mới hàng nhật nội địa các bác nhé, cảm ơn các bác rất là nhiều thì bác nào thiện chí mua hàng thì em sẽ giao lưu cho các bác uh, mức giá uh, tốt hơn, uh, xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác ở những video tiếp theo.